cũng chưa hết, chưa tắm gì hết hả? Mới ăn chuối xong cô ơi. Và mỗi ngày đó biết không, các anh chị nên ăn một trái chuối. Nên ăn một cái chuối nó quật, có nghĩa là nó mình không có bị bón đó, thấy không? Em các anh chị biết không, cái này hay nè, ăn chuối rồi cái vỏ chuối các anh chị làm gì hả? Ăn chuối rồi cái vỏ chuối các anh chị làm gì hả? Hả, dục thùng rác hả? Hả, dục nửa đường cho người ta đi trượt vỏ chuối hả, đem răng qua đường hả? No. Uống phí của trời. Ok, phí của trời. Yes. Các anh chị lấy cái mặt trong của cái vỏ chuối đó. Các anh chị chà răng. Ok, chà răng rất là trắng. Ok, các anh chị chà răng rất là trắng. Vỏ chuối hay là vỏ cam cũng được. Vỏ cam đó, cái mặt trong, cái mặt trâu màu trắng á. Ok. Nếu mà các anh chị để cái răng của các anh chị dặn kè đó thì phải take a long time, phải thắt phải phải chà mấy tháng trời đó, nó mới ra trắng. And cái vỏ chuối đó, cái chất của vỏ chuối đó nó làm cho răng mình chắc nữa đó các anh chị. Okay. Các anh chị mà sẵn có răng trắng rồi đó, anh chị chà đi, các anh chị thấy nó trắng như là mình đi nhuộm răng vậy đó. Không có quá trắng như nhuộm răng nhưng mà các anh chị thấy rõ ràng, nó trắng rõ ràng á. Các anh chị lấy cao cũng được, cái vỏ cao các anh chị chà, nhưng mà cái vỏ cao nó cứng á, nhiều khi nó làm cho mình ê cái răng. Ok, rồi làm cho cái núm răng của mình chảy máu. Cái vỏ chuối hay vỏ cam nó mềm hơn. Ok, anh chị nào muốn làm đẹp nào PM cho tỉ mi chỉ ra. Rồi trứng gà cũng vậy nữa, có nhiều người ta nói lấy lòng tròng trắng trứng gà thoa lên mặt á, ok cái mặt sẽ trắng, thì cái đó cũng đúng thiệt. Nhưng mà biết không, làm như vậy cũng ổn. Khi mà các anh chị ăn hột gà đó, các anh chị đập 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 trứng gà ra rồi, còn cái vỏ nó còn cái chất nhớt đó. Ok, mình chỉ cần đập hai trứng hột gà là có bốn cái vỏ phải không, đập làm hai phải không, có bốn cái vỏ đó. Các anh chị lấy cái chất nhớt của bốn cái vỏ đó thoa lên mặt, thoa lên tay đó, thì cái da mặt của các anh chị nó mỏng, cái da tay cũng mỏng, thì nó thấy đẹp lắm đó. Ok, đẹp lắm đó. Ok, kiến gì gì gớm, mình muốn làm đẹp mình phải chịu khó chứ. Mr. Edward nói là biết là đàn ông rồi, đàn ông là gì cũng không muốn làm hết. Ok, mấy người đẹp trong room nhớ nha, trứng hột gà lấy cái vỏ đó. Ok, tại vì mình quăng vỏ uổng biết không, mình lấy cái nhớt của trong cái vỏ nó còn lại đó, khi mình đập trứng hột gà ra cái nhớt của cái vỏ còn lại đó, lấy cái đó bốn bốn cái vỏ, hai trứng là đập ra thành bốn cái vỏ là tha đủ cái mặt rồi đó. Ok, như da em bé không kiểu mình nó no, mình lúc nào cũng vậy hết trơn á, lúc nào cũng mình cũng làm như vậy hết trơn, gì mà ghê lắm. Nó cái nhớt của cái vỏ hột gà nó đâu có hôi vậy mà thiệt nha các anh chị. Các anh chị tha xong rồi ha, các anh chị đợi đợi chừng 5 phút sau cái da mặt của các anh chị nó căng ra đó, thấy nó căng ra rõ ràng á. Okay. Tại sao khi mà khi mà nó khô rồi đó, rồi mình rửa lại thì những cái chất, những cái da khô của cái mặt của mình nó đi theo với cái nhớt mà nó khô đó, mình rửa mặt có nghĩa là mình làm cho cái da khô nó tróc ra biết không? Các anh chị thấy không, cái này khỏi cần xài kem nữa đó. Ngày nào cũng làm cũng good. Cái tròng trắng bên Việt Nam thì nó bị nắng nhiều á, các anh chị không nên làm mỗi ngày, tại vì cái da mình nó mỏng quá rồi mình ra nắng hoài coi chừng bị nám. Ok, làm chừng cứ cách ngày làm thì good, hay 2 ngày một lần cũng được.
Nếu mà các anh chị không ra nắng á, thì các anh chị làm mỗi ngày nó rất là tốt. Các anh chị sẽ thấy cái da mặt của các anh chị nó mỏng mà nó trắng ra đẹp lắm đó. Ok, đẹp lắm đó. Cái đó là cách mà mình làm đẹp mà đỡ tốn tiền. Trứng ngỗng hả? Chứ mi không biết. Chứ mi biết trứng gà, trứng trứng gà trắng, trứng gà nâu rồi này kia. Ok, thành ra mình ăn gì mình có bỏ uổng nha. Cái vỏ hột gà lấy cái chất nhớt ở trong. Còn cái vỏ chuối thì vỏ cam ấy, thì mình chà răng nó trắng. Còn tóc cũng vậy nữa. Tóc mà các anh chị muốn tóc nó mượt á, biết không? Nó mượt á. Thì mình dùng cái trái avocado đó với chuối nè, với mật ong nè, với chanh nè, bốn cái đó pha lại biết không? Pha lại thành một cái dung dịch. Là trước khi mình đi tắm á, biết không, mình xức lên đầu của mình á, mình xức lên cái da đầu á, rồi xức đều hết trên tóc, thì các tóc của các anh chị sẽ thấy nhiều ra và thấy mượt nữa, đẹp lắm. Thế không tin làm thử đi, không tin làm thử đi. Yes, người nào mà tóc ít đó, các anh chị làm như vậy thì thấy tóc nó nhiều ra và nó mướt và nó đẹp. Ok, có mà có làm mới chỉ các anh chị chứ, trời ơi có làm mới chỉ các anh chị chứ. Ok, có mốc ra hả? Mốc gì mà mốc? Ok, khi mà mình xức bốn cái dung dịch bốn thứ đó lên đầu xong rồi thì nó sẽ ướt nha các anh chị. Dĩ nhiên rồi, avocado là cái là trái gì hả? Là trái bơ đó, là trái bơ đó. Ok, trái bơ nè, chuối nè, mật ong nè, cái gì nữa quên rồi, chanh. Chanh. Không biết bên Việt Nam có baby oil không? Không, nếu không có baby oil thì lấy cái dầu olive hay là dầu 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 gì, dầu dừa đó, trộn vô tóc các anh chị sẽ nhiều ra và mướt nữa, đẹp lắm á. Ok, bồ kết cũng được. Bồ kết nó không làm cho tóc nhiều nha, nó chỉ làm tóc mướt thôi. Ok, bồ kết cũng được. Chị nào muốn làm đẹp PM cho tỉ mi chỉ ra. Ok, đúng là nợ mà đúng là một cục nợ của tôi. Ok, chỉ đủ thứ hết trơn. Được, được, được. Mấy người đẹp trong room nhớ nha, nhớ làm như vậy nha. Ok rồi, let's start. Trời đất ơi. Phải không đó? Gái ra đường khoái người ta nhìn thấy mồ đi. Ok, bắt đầu nha. Let's phải không? Các người đẹp, phải không? Mềm mềm gì nữa, cái con chuột này ghét. Mềm viết như vậy. Let's start. We continue the lesson, the voice of a verb. Thấy không các anh chị? Cái bài hôm qua còn tiếp nha. Mình where were we now? Ok, tới đây. Nhớ rồi. Yeah, right here. Câu này đổi thành passive voice. Mình tiếp tục cái bài passive and active. Okay. Câu này đổi ra passive sao sao các anh chị? How do we change
descending to the passive sentence. Almost, mình đang nói về cái preposition gần đúng, không phải by smokes mà là with, okay, with chứ không phải by. Thường thường cái chữ by là cho người ta, okay, cái chữ by là cho người ta, by me, by gì đó, okay. Còn cho đồ vật, đồ này kia, sự việc thì mình dùng chữ with, okay. Tại vì chữ by thường thường nó action hơn, okay, nó action hơn. Nên chào Andy Tiger and các anh chị mới vào. Pen covered the lock. Yeah, with paint. Okay, with paint. So we are dealing here with materials, not the agents. Có nghĩa là mình dùng chữ with ở đây tại vì nó là đồ vật chứ không phải là nó là agent, nó là ám chỉ là người ta, đã thấy như vậy. Okay, một cái combination nữa. When a verb and preposition and object combination is put into the passive, the preposition will remain immediately after the verb. Có nghĩa là gì? Khi mà một cái động từ với một cái dưới từ và một cái object combination có nghĩa là nó có nhiều cái chữ nó nói gì trong cái câu đó, trong câu đó, nhiều khi tiếng Việt không có ghế. Ở trong một cái câu passive thì cái giới từ nó thường thường nó đi theo liền với cái động từ. Okay, thí dụ như câu này, anh chị đổi câu này làm sao? Mấy cái này là những cái trường hợp đặc biệt mình khó, mình ít khi nào gặp. He must write to him. À, chúng tôi phải viết thơ cho ông ta. Thì mình sẽ đổi thành, không có khó nha các anh chị, cứ lấy cái chủ từ, túc từ làm chủ từ trước rồi mình mới chia động từ, phải không? Trước nhất mình lấy chữ him đổi thành chữ he, phải không? Right. Rồi mình có cái trợ động từ là must, mình lặp lại cái trợ động từ, phải không? Rất là dễ, phải không các anh chị? Mình lặp lại cái trợ động từ là must, rồi mình mới chia cái động từ to be. Mình theo công thức là động từ to be nó ở thì hiện tại, tại right là hiện tại, thành ra là chữ be. Right. Rồi cái past participle của động từ chính là written, phải không? Write, wrote and written. Rồi cái giới từ để kế bên. Okay. Cái giới từ để khi mà có trong công câu có giới từ phải lặp lại cái giới từ đó nha Trang Phan. Okay, so he must be written too. Đổi như vậy. Same thing happened to this sentence. Anh chị đổi câu này thử nha. You can play with the cups quite safely. So cái túc từ làm chủ từ, right? These cups, I mean the cups, phải không? Can, trợ động từ, right?
là can. Mình lặp lại cái trở động từ đó rồi mình mới chia cái động từ to be, phải không nào? Động từ to be ở thì hiện tại luôn, thành ra nó sẽ là be, right? Rồi quá khứ không, cái này nó đang chỉ về cái giới từ, ok, chỉ về cái giới từ. Dạ, hôm qua, nhưng mà hôm qua mình chỉ mới là nói về cái công thức thôi, còn cái này nó nói về cái giới từ, cái reposition, right? So this cup can, can là lặp lại cái trở động từ, phải không, là can. Rồi mình mới chia cái động từ to be theo thì hiện tại là tại, play là hiện tại, so be. Rồi mình mới dùng cái past participle cho động từ chánh. Rồi kế đó mình để cái reposition kế bên liền, phải không? Sau đó liền. Okay. The same thing with the adverb. Trợ động từ cũng vậy. Trong câu có giới từ hay trợ động từ, thì khi mà mình đổi thành passive thì mình sẽ để cái trợ động từ đó kế bên cái động từ liền. Okay. Similarly, có nghĩa là giống như vậy. When a verb, adverb and object combination is put into the past self, the adverb will remain immediately after the verb. Cũng có nghĩa là cũng the same thing như vậy. Anh chị đổi câu này thử nha. Away. Away là trợ động từ. They threw away the old newspapers. Họ dục, họ quăng hết những cái tờ báo cũ. Trước nhất, túc từ làm chủ từ, phải không? The old newspaper. Rồi mình mới chia động từ to be, tại đây nó không có cái trợ động từ, phải không? Thành ra mình chia động từ to be liền, nghĩa là mình dùng công thức liền. Động từ to be nó ở quá khứ, tại vì threw, right? Throw, threw and thrown, phải không? Thành ra mình sẽ để động từ to be quá khứ là were, đi theo với cái chủ từ mới là newspaper. And quá khứ của threw, của throw là thrown, không phải quá khứ mà quá khứ phân từ đó. Và mình để cái trợ động từ kế bên là away. Okay. Không cần khi mà nói họ đó thì không cần nói là by them again. Ok, một hồi mình sẽ mention về cái phần này. Không cần lặp lại là by them hay là by me để cái gì vậy. And cái này, cái này cũng lặp lại cái điều hôm qua. Okay, infinitive played after passive verbs are normally full infinitive. Các anh chị nhớ sao cái passive voice lúc nào cái động từ nó cũng ở cái thể mà infinitive, có nghĩa là động từ có chữ to. Okay, sau khi mình dùng cái passive voice, thí dụ các anh chị đổi câu này thử nha. Các anh chị đổi câu này nha. He made us work. Họ bắt chúng tôi làm việc. Túc từ làm chủ từ us là we, phải không? Đổi thành we. Rồi mình chia động từ, mình áp dụng công thức liền, phải không? Tại vì nó không có trợ động từ, thành ra mình áp dụng công thức liền. Công thức là be cộng với past participle. Be ở đây nó ở quá khứ, phải không? Thành ra là chữ were. Past participle make là made, phải không? Make, 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 made, phải không? Là made. And cái động từ chánh phải ở cái thì infinitive, nguyên mẫu, to work. Chúng tôi bị bắt làm việc. Dịch như vậy đó. Họ bắt chúng tôi làm việc. Mình dịch ngược lại là chúng tôi bị bắt làm việc. Ok,
Đối thử câu này nha. We saw them go out. Dễ không các anh chị? Lấy chủ từ là lấy túc từ làm chủ từ trước, phải? Them thành they, phải không? Them thành they. Rồi mình mới chia công, mình mới áp dụng công thức tại nó không có trợ động từ, phải không? Rất là dễ không các anh chị? Là were, tại vì quá khứ. See, saw, seen. Past participle là seen. Right? Rồi động từ chánh thì ở cái thể mà infinitive to go out. Đó các anh chị. Ok, next one. Ok, that's it. Để coi còn cái gì nữa ta. Bây giờ những cái trường hợp đặc biệt vậy hết rồi. Ok, bây giờ thì mình ôm lại cái công thức cho các anh chị nha. To change the active voice to passive voice, first find the noun that is doing the action and make it as either a direct or indirect object preceding with the preposition by. Then find the word that had been the direct or indirect object and use it as a subject. And last, combine a be verb with the past participle of the active verb. Cái câu này nó hơi rắc rối. Thí dụ câu này nha. Ok, thí dụ câu này chứng minh cái gì mà nó họ mới nói. Bắt đầu nó nói là muốn đổi thành một cái active chủ động qua cái thụ động thì trước nhất mình tìm cái danh từ mà nó làm cái hành động. Ok, và mình sẽ đặt nó thành một cái direct hay là indirect object, nghĩa là túc từ trực tiếp hay là túc từ gián tiếp. Có nghĩa là mình sẽ để cái Michelle ra phía sau. Thường thường túc từ có nghĩa là đứng sau động từ, còn chủ từ có nghĩa là đứng trước động từ. Ok. Đó. Cái Michelle ở đây bây giờ nó sẽ trở thành túc từ khi nó đứng ở phía sau. Thật sự các anh chị biết rồi nhưng mà Tiểu My chỉ lặp lại thôi. Ok, cái này nó nói hơi ngược với Tiểu My. Ok, mình để nó phía sau. Right, làm từ từ theo nó nói gì mình làm y chang đó. Ok, không thôi nó cự lắm. Rồi tiếp tục nè, xong rồi chứ gì mình để ông nó ở phía sau. Ok, rồi và phía trước nó đó thì phải để chữ bài. Ok, phía trước nó phải để chữ bài. Tiếp tục, thành ra mình để là by Michelle. Ok, đó, cái câu nó tới đây đó. Từ từ các anh chị, từ từ. Đấy, từ từ. Đó, câu nó như vậy. Mình theo nó từng chữ nha. Then find, rồi mình tìm một cái chữ. Ok, mà nó là túc từ trực tiếp hay gián tiếp. Ok, mình để nó ở phía trước. Okay, nghĩa là trong cái câu active đó nha các anh chị. Trong câu active, Michelle scored the winning goal. So cái the winning goal sẽ là direct object, phải không?
mình đem nó ra phía trước, thế mình làm theo thứ tự nó nói sao mình làm như vậy. Các anh chị từ từ nha. The winner go go. Okay, mình để nó ra phía trước. My Michelle. Cái này cái cách nó nói nó hơi rắc rối hơn cách của Timmy phải không? Rồi mình để nó ra phía trước. Rồi last là sau cùng, combine là mình nhập chung lại với nhau. Ok, mình nhập chung lại với nhau động từ to be với cái past participle. Ok, cái này nó nói hơi đơn giản phải không các anh chị? Rồi bây giờ mình mới áp dụng công thức. Động từ to be mình phải chia theo cái thì của cái động từ chánh. Scored là quá khứ phải không các anh chị? Right, thành ra động từ to be phải ở quá khứ. Ok, so the winning. Giờ mình thêm nha. Rồi ok, động từ to be ở quá khứ và nó phải đi theo cái chủ từ mới là the winning goal. Right, so nó sẽ là quá khứ của động từ to be là gì? Hiện tại là be nè, quá khứ là was hay là were. Anh chị học cái động từ bất quy tắc phải học ba chữ, ok? Be, was hay là were. Were số ít, were số nhiều. And chữ cuối cùng là been, thấy không? Là been. Đấy. Thành ra ở đây mình dùng nó là quá khứ mà. Mình đâu có dùng quá khứ phân từ đâu. Thì nó bắt buộc nó sẽ là was. Thấy không? Cái động từ to be quá khứ nó sẽ là was tại vì cái chủ từ số ít. Right. Rồi mình mới chia tới cái động từ chánh. Động từ chánh là scored. Ở quá khứ phân từ nó cũng là score. Right. Score. Okay. Rồi mình còn lại là by Michelle, right? So the whole sentence will be like this. Will score by Michelle. Okay, now tiếp tục. Câu này nó nói gì vậy? Transform the active to the passive voice. Remember that the direct object of the active functions is the subject in the past self. Có nghĩa là nó trúc từ trực tiếp á. Thường thường nó sẽ là chủ từ của cái câu past self. Anh chị coi hai câu này. Nó cũng lặp lại những cái gì mà chị mi nói nãy giờ. In other way. Chỉ có hai câu này. Một cái là active and một cái là passive. Thì các anh chị thấy cái túc từ trực tiếp của cái câu My brother-in-law builds the most expensive houses in town. So túc từ trực tiếp sẽ là the most expensive houses in town. Phải không các anh chị? Right. Thành ra mình để nó ra phía trước, nó sẽ là chủ từ. Rồi mình mới bắt đầu mình dùng công thức. Ok, mình dùng công thức. Động từ to be ở thì hiện tại chữ builds, right? Ở thì hiện tại nó sẽ là chữ are. Rồi động từ chánh là build phải nó ở cái past participle. Có nghĩa là build, built and built, right? Thành ra chữ build đây ở quá khứ phân từ hay là quá khứ đơn nó cũng là viết giống nhau là built.
Ok, một cái nữa. Câu này nha. The best way to find the passive voice is to look for the preposition by. Okay, let me capital it. Oh, in here, I just found it. Let me capital that. Yes. Cái cách mà tốt nhất để mình kiếm một một cái passive voice, là một cái passive sentence đó, thì mình nhìn vô chữ by đó trong câu. Thường thường cái passive nó thường thường có chữ by. That's what they're talking about. Anh chị thấy câu này. Chị thấy trong câu nó có chữ by thì mình biết đó là passive sentence. The party was given by my best friend. Cái bữa tiệc không dịch sao? Thì được câu này các anh chị dịch sao nè? Mình phải dịch ngược lại. Tổ chức và tổ chức đi. Okay, tổ chức. Và đây mình dịch là được nha các anh chị. Cái gì mà good good, tốt tốt, vui vui. Okay, thì mình dịch là được. Còn gì cái gì mà xấu xấu, buồn buồn, mất mát rồi này kia thì mình dịch là bị. Okay, mình dịch là bị. Cái bạn tốt của tôi, cái bữa tiệc thì được tổ chức bởi cái bạn tốt của tôi. Các anh chị thấy cái passive đó, bất đắc dĩ mình mới đổi thành cái passive. Chứ một câu mà viết thành cái passive nó nghe kỳ cục thì thôi, phải không các anh chị, phải không? Hay mình đừng nên tránh dùng cái passive nha. Trừ những cái trường hợp đặc biệt. Những trường hợp gì? Giờ mình lại lặp lại cách dùng nha. Anh chị nhớ cái điều này quan trọng nè. Giờ lặp lại cách dùng nha. Using. Chị coi câu này nha. Active voice creates sharp, clear sentence construction. Be active and direct. Cái câu mà active đó nó cái này diễn sao ca? Nó rất là rõ ràng, rất là sharp. Ở đây là sharp, ở đây là sharp là gì? Sáng tỏ gì à? Sáng tỏ and sắc sảo đó, sắc sảo đó. Okay. Cái câu active là một cái câu rất là sắc sảo và rõ ràng. Thành ra lúc nào mình cũng nên active và direct, là nghĩa là mình nói thẳng vấn đề. Mấy cái con chim này. Mình nói thẳng cái vấn đề. Chứ mình không có nói quẹo quẹo, điệu điệu gì đó. Hay gì nói I paint the house, I painted the house. Nói thấy rõ không? Tôi sơn cái nhà đó đó. Okay. Hơn là mình nói the house is painted by me. See, nó nghe sao mắc cười thì thôi đó. Điệu quá đi, quấn cái chết bây giờ. Phải không? Rồi xí xọn quá đi, ổng ẹo quá đi, quấn cái chết bây giờ. Đấy, đại khái như vậy, phải không các anh chị? I painted the house thì cứ nói I painted the house đi. Mày đặt the house is painted by me. Và khi mà các anh chị nói passive thì các anh chị phải ẹo ẹo, ok? Nó mới ra cái passive, ok? Nếu mà không ẹo ẹo nó không có ra cái passive, ok? Thấy như vậy. Những cái lúc mà mình nhõng nhẽo hay là mình mình làm điệu đó, ok, làm điệu này kia mình dùng passive. Đó là cái lý do thứ nhất. Okay. And các anh chị coi.
Coi này, già chảnh mới là passive. Khi nào mình chảnh thôi không, mình dùng cái passive cho anh ta tức trời. This active voice sentence requires fewer words to communicate the same idea as the passive voice version. Có nghĩa là gì? Cái active đó, một cái câu mà active đó, nói mình dùng ít chữ hơn, mình nói ít chữ hơn phải không? Tuy là ít chữ nhưng mà mình cũng hiểu cái nghĩa nó giống như cái câu passive phải không? Đồng ý không nè? Ví dụ như cái câu I painted the house. Right? The house is painted by me. Các chị thấy cái câu passive nó nhiều chữ hơn. Thấy không? Nếu mà mình còn dốt nếu mình còn dốt cái tội gì mình dùng passive, mình dùng active cho nó chắc chắn hơn phải không? Không ai bắt lỗi mình được hết. Chưa nắm vững luật mà bày đặt nói passive nữa. Chán thì thôi á. Right? Về học lời đi. Thì khá như vậy. Nhưng chị thấy không? Thấy rõ ràng. Cái câu active đó thì nó ngắn gọn hơn. Còn cái câu passive thì nó lòng thòng hơn. Phải không? Đó là cái cách thứ hai để tại sao. Cái lý do thứ hai tại sao mình dùng cái active. Ok. Rồi, lý do thứ ba. Ok, câu này nha. Câu này. Okay, let me correct my text first. Capital then by. No. By. Yes. Okay, câu này nha. Nhưng chị đọc cái này có hiểu không nha? Hiểu không? Cái passive voice tend to sharp the verb of its power. Okay, partially this is because of the presence of an auxiliary verb, a form of the verb to be followed by a preposition, usually là by, but it's also because the relationship between action and actor is indirect rather than straightforward. Có nghĩa là gì? Cái câu mà passive đó thường thường á, nó có cái khuynh hướng nó làm mất hết cái power của cái động từ. Nghĩa là cái động từ ở trong cái câu active nó mạnh làm sao thì cái passive, cái động từ trong cái câu passive nó làm yếu lại. Ok. Nó ý nó nói như vậy đó. Ví dụ như câu này đi. Các anh chị coi câu này. Và nó không có nói thẳng vấn đề nữa. Nó không có nói thẳng vấn đề nữa. Các anh chị coi câu này, câu active nè. Angry workers booed the speech. Nghĩa là gì? Trong khi đó mình đổi thành cái passive nè. Túc từ làm chủ từ. Rồi dùng công thức. Thì các anh chị thấy không? Tự nhiên người ta nói những cái người mà công nhân á, những cái người công nhân mà đang giận dữ đó,
thì họ họ build the speech là gì? Ví dụ như ông chủ hãng đang đọc diễn văn về là chế giễu hả? Dạ, ở đây phản đối nhiều hơn là la ó đó, boo, nghĩa là họ nói như vậy đó, nghĩa là họ phản đối đó, cái người mà đang thuyết trình đó. Thấy vậy, hãng của tôi bây giờ xuống dốc rồi, tôi sẽ cut off cái các lương của các bạn. Trời đất ơi. Ví dụ đang nói như vậy đó không? Hãng tôi nó bị sập rồi, gần sập rồi, bây giờ phải cắt lương mới được. Nên nó bu liền. Nó bu liền tại chỗ. Ý nói như vậy, ok. Anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu câu này bu là như vậy đó. Thì các anh chị thấy cái câu active nó nói thẳng vấn đề luôn, straightforward. Thì nói mấy cái người mà công nhân họ giận, họ bu cái PhD, cái bài diễn văn đi, tự nhiên mình dùng cái passive, cái bài diễn văn bị bu bởi những cái, các anh chị thấy không, cái câu passive nó làm giảm cái động từ, ok. Thay vì mình nói thẳng là phản đối đi, còn này nói là bị phản đối, các anh chị thấy không? Phản đối thì nói phản đối đi, còn bài đặt nó bị phản đối, trời ơi. Đồng ý không nha? Các anh chị thấy rõ ràng nó không có straightforward. Đang mạnh cái sao nó làm yếu xìu cái động từ đi, phải không? Ok, các anh chị coi câu này. Một cái lý do nữa, một cái lý do so sánh nữa để mình dùng cái active phân là passive. Passive voice can also bury the real verb of the sentence. Look at what happens to the strong and direct verb in this sentence. Anh chị nhìn câu này nha. Đây là active. The governor accused the press of sensationalism. Yeah, sensationalism. Có nghĩa là gì? Cái người governor là gì, người gì ta? Thống đốc hả? Ông thống đốc Burry, okay, Burry. Cái ông thống đốc đó thì buộc tội, okay, báo chí về những cái tin mà giật gân á, okay. Sensationalism, right? Sensationalism. Buộc tội những cái tin mà giật gân á, phải không? Thống đốc hả? Thống đốc. Dạ, thống đốc thì buộc tội những cái tin giật gân. Các anh chị coi cái câu passive. Chị coi cái câu passive. Tự nhiên accusations were made by the governor about sensationalism. Thì các anh chị thấy cái động từ chính ở đây là accuse, phải không? Cái động từ chính là excuse, tự nhiên nó làm mất cái động từ đi, phải không các anh chị? Right, cái câu này mình đâu có dịch là cái câu này. Còn cách nào khác để đổi thành cái passive không các anh chị? Hả?
Được phải không? Nhưng mà cái cách mà mình đổi theo công thức á, thì nó cái câu này hả, cái câu này nghĩa là những cái lời buộc tội thì được làm bởi cái ông, bởi cái ông thống đốc về cái, về cái về những cái tin mà giật gân đó, câu này dịch như vậy đó, những cái lời buộc tội thì được làm bởi ông thống đốc về những cái tin giật gân, phải không nào? Còn cái câu ở trên đó là ông thống đốc ông buộc tội báo chí về về những cái tin giật gân, phải không? Phải không? The press of sensationalism was accused by the governor. Tin giật gân, yeah, okay. Thì dịch thì đổi theo luật thì cũng được, nhưng mà đổi theo cái cách của trong cuốn sách thì tiếng Mỹ nghĩ nó hay hơn, phải không? Những cái lời buộc tội đó thì được làm bởi cái ông thống đốc, thể như vậy. Cho Tammy and các anh chị mới dọn. Thì các anh chị thấy nếu đổi như vậy thì cái động từ chánh, cái real verb, nó không còn mạnh nữa, phải không? Nó không còn động từ, nó biến mất tiêu rồi. Đấy. Ok, các anh chị coi câu này. Chim kêu hoài. Passive voice may intentionally or accidentally occur. Who or what is responsible for an action? It can hide the identity of the actor from your audience. Thí dụ, cái passive đó thường thường mình khi nào mình làm cái passive là khi nào mình cố tình, okay, cố tình. Mình cover, of course là cover đó là che đậy đó, che khuất á. Cái người hay cái sự, cái việc gì mà có trách nhiệm về cái hành động đó. It can hide the identity of the actor. Nó che giấu cái người làm cái sự việc đó. Okay. Có nghĩa là giống như là mình nói ném đá giấu tay vậy đó. Ví dụ như cái câu này, cái câu này những cái ông boss hay là ông sếp hay là ông tổng thống thì ưa nói đó các anh chị, trong những cái bài diễn văn đó. Okay. Cái câu này nè. Mistake were made. Đây là passive. Ai làm những cái lỗi này? Thay vì ổng nói ổng làm, ổng không nói, biết không? Dạ, ổng không nói, ổng làm chứ ai. Lúc mà ra ứng cử đó nói hay lắm, đồ này kia sẽ giảm thuế, đồ này kia có nhiều việc làm, đồ này kia, thí dụ như vậy. 4 năm sau không thấy gì hết. Đấy, ổng nói mistake were made. Ai làm mistake ở đây? Ổng làm chứ ai? Phải không? Thí dụ như vậy. Đấy. Hay là trong một cái hãng xưởng, việc làm nó xuống dốc rồi cắt lương người ta rồi cái xong có xong rồi ổng nói mistake were made, ai make đấy, ổng đổ thừa ai đây, phải không? Ổng là người đứng đầu, ổng phải có trách nhiệm rồi, nhưng mà ổng không nói là mistake were made by me, ngu gì nói vậy, phải không? So the president said in his morning press conference, like what he said. Right? So we understand
The real meaning behind the sentence, if the after is occurred. Làm thế nào? How are we to understand it? Làm thế nào mình biết ai làm chuyện đó? And then mình cover up. Họ nói ra để họ cover up. Thấy như vậy. Ok, đó là mình không nên dùng cái passive. Ok. Rồi, bây giờ giờ khi nào mình dùng cái active? Các anh chị biết khi nếu không dùng cái passive thì mình nên dùng cái active. Có những trường hợp bắt buộc mình phải dùng cái passive hơn là cái active. Những trường hợp nào? Ok, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất nha. Đây là những cái trường hợp bắt buộc không còn cách nào khác thì mình phải dùng cái passive. Passive voice when you don't know the actor or don't want to name the actor or when you want to emphasize the person or thing acted upon rather than the actor. Nghĩa là khi nào mình dùng passive, khi nào mà mình không có biết cái người nào làm cái hành động đó, hay là mình không có muốn nói tới cái người đó, nghĩa là che giấu cho cái người đó. Ok. Và người đó là mình. Hãy khái như vậy. Hay là khi nào mà mình muốn nhấn mạnh cái người nào hoặc cái sự việc nào mà nhận cái hành động đó hơn là cái người làm cái hành động đó. Các anh chị coi câu này. Thí dụ nha, thí dụ trường hợp thứ nhất mình không biết ai làm cái I'm sorry. Ai làm cái hành động đó. Trường hợp này. When we returned, the car had been towed. I mean towed. Who towed? Khi mà chúng tôi trở lại, chiếc xe nó bị kéo rồi. Ai kéo? Thường thường các anh chị bên Mỹ khi mà các anh chị đậu xe trái luật đi ra đó thì xe của các anh chị bị kéo, các anh chị phải làm gì nè để lấy chiếc xe lại? Nó kéo mất tiêu rồi, mình phải làm gì? Mình đâu biết ai kéo, cảnh sát nó không có làm những cái chuyện kéo xe của các anh chị đâu nha. Thế cảnh sát nó không có làm những cái chuyện kéo, nó không có rảnh đâu, không có làm những chuyện kéo xe của các anh chị đâu. Tụi mi hỏi các anh chị bên Mỹ đó. Okay. Tammy bên Mỹ nè. Tammy, are you still there? Setting. Sure. Hả? Có ai biết không? Các anh chị bên Mỹ, các anh chị không biết hả? Nhưng khi mà mình đi ăn vô vô tiệm ăn ra mất tiêu chiếc xe, dĩ nhiên có người kéo rồi, phải không? Có người kéo rồi. Các anh chị làm gì để lấy chiếc xe lại hả? Anh chị nào bên Mỹ biết không? Bộ các anh chị chưa bao giờ bị kéo xe hả? Chưa giờ bị kéo xe hả? Ok, khi mà các anh chị bị kéo xe, ok, thường thường á, chưa bao giờ hả Tammy, chưa bao giờ bị hả? Thường thường á, những cái hãng kéo xe họ kéo xe của mình, hay là ông chủ tiệm, ok, hay là ông chủ tiệm, nhiều khi tiệm nó đậu nó san sát với nhau, ok, nó không có muốn đậu xe ngay cái
cái spot của nó, mà mình đi qua, mình đi chợ mà mình đậu xe ở cái tiệm hớt tóc, thì nhiều khi cái chủ tiệm nó không có bằng lòng chuyện đó, nó kêu người kéo, nó kêu những cái tụi hãng kéo xe, nó lợi kéo xe của mình, nó có quyền làm chuyện đó nha các anh chị, nếu mà mình đậu ở trên cái property của nó. Thành ra nó kêu cái những cái hãng kéo xe lợi kéo xe mình, ok. Rồi có nhiều hãng kéo xe nó lịch sự, nó còn để cái địa chỉ để giấy tờ lại cho mình. Có nhiều hãng nó không thèm làm chuyện đó, nó có quyền không làm chuyện đó, tại mình làm lỗi trước nhất, thấy không? Thành ra nó có quyền hay là nó không có quyền làm chuyện đó. Thì trường hợp đó mình đi ra mình thấy mất chiếc xe, phải không? Thì mình lại sợ cảnh sát, ok, gần đó nhất trong cái khu vực đó, mình mới report với cảnh sát là xe tôi bị kéo. Thì cảnh sát nó sẽ cho mình biết cái địa chỉ, cái nơi nào để mình lấy chiếc xe của mình lại. Dĩ nhiên là mình phải đóng phạt rồi, tại vì thường thường tụi kéo xe nó phải report cho cảnh sát là nó kéo chiếc xe đó, ok, bắt buộc nó phải làm như vậy. Nếu mà những cái hãng kéo xe mà nó không báo cho cảnh sát, nó không report cho cảnh sát là nó kéo chiếc xe đó, thì coi như là nó ăn cắp chiếc xe của người ta, ok, coi như nó ăn cắp chiếc xe của người ta. Thành ra bắt buộc tụi nó phải report cho cảnh sát là ô, ngày này giờ này tôi kéo chiếc xe này. Cảnh sát không bao giờ làm chuyện đó, ok, cảnh sát không bao giờ làm chuyện kéo xe. Even nó thấy cái xe mình đậu sai chứ gì, ok, trước nhất nó biên giấy phạt, rồi nó thấy chiếc xe không có move cho cả ngày thì cảnh sát nó cũng gọi những cái hãng kéo xe lợi kéo xe của mình, ok. Nên khi mà mình bị mất chiếc xe bị kéo thì mình phải báo cảnh sát, mà nếu mà cảnh sát mà nó cũng không biết là cái hãng xưởng nào kéo chiếc xe của mình, có nghĩa là chiếc xe của mình bị ăn cắp rồi. Thế điều này các anh chị bên Mỹ nên biết, okay, nên biết. Đấy, như vậy. Trở lại vấn đề, trở lại bài 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 tập. Ok, trường hợp thứ nhất. Như cái trường hợp này, mình không biết ai làm cái hành động đó, thì mình mới dùng cái passive. Who told, right? Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai trong cái định nghĩa nó nói. When you want to emphasize the person or thing acted upon rather than the actor. Ok, cái đọc lại cái định nghĩa nha. Trường hợp thứ hai, khi mà mình muốn nhấn mạnh cái người hơn là cái người làm cái sự việc đó, thì mình cũng dùng cái passive. Ở đây đổi thành câu active đi các anh chị, đổi thành câu active các anh chị đổi làm sao? The police, thấy không? The police. Để mình viết lại. The police, đổi thành câu active trở lại đi thì các anh chị sẽ thấy cái nào mạnh hơn cái nào. The police rushed, right? Rushed his mother. Yeah, rushed his mother to the hospital. Okay. Cái câu active nó như vậy. Thành ra, cái này đó mình cái người cảnh sát cái ý nghĩa là cái điểm chánh là cái người cảnh sát hay là mẹ của cậu ta. Các anh chị thấy không? Cái này họ đổi cũng được.
Nhưng mà đó họ muốn nhấn mạnh người mẹ đó bị người mẹ đó được được chở vô nhà thương cấp tốc, phải không? Cấp tốc, thành ra cái điều này họ muốn nhấn mạnh cái người mẹ, phải không? Còn người cảnh sát thì họ không có cần mention tới, by the police không có cần nhắc tới, họ chỉ ngưng ngay chỗ đó thôi. His mother was rushed to the hospital, that's it. Không cần biết I rush vô, mà chỉ nhấn mạnh là người mẹ đã được chở vô nhà thương rồi, phải không? Thành ra trường hợp này mình cũng dùng passive, right? Ok, đó là cái định nghĩa thứ hai. Thành ra đó là hai cái điểm tránh để mình dùng cái passive. Điểm thứ nhất là khi nào mình không có biết ai làm cái chuyện đó. Và điểm thứ hai là muốn nhấn mạnh cái người nhấn mạnh cái người nhận cái hành động đó hơn là cái người làm cái hành động đó, thì mình dùng cái passive. Ok, and that's it. Cái bài học hôm nay tới đây là chấm dứt về passive and active. Any question before we do the exercises? Exercise thì rất là nhiều nha các anh chị. Có hàng ngàn câu luôn đó, cho các anh chị làm cho chết luôn. Bây giờ ôm lại nha, ôm lại nha. Khó quá chơi luôn. Bây giờ ôm lại nha. Present tense. I paint the house. Cho câu giản dị để cho các anh chị hiểu thôi. I paint the house. Trước nhất mình lấy túc từ làm chủ từ theo cách của chữ mi nha. The house. Okay. Đó là step thứ nhất. Step thứ hai. Okay. Mình coi trong câu nó có trợ động từ hay không. Helping verb. Repeat or rewrite. Okay. The helping verb. Nếu con câu nó có trợ động từ thì mình phải viết lại cái trợ động từ đó. Ok, đó là step thứ hai. Trong câu không có trợ động từ, phải không? Phải không các anh chị? Phải không? Right. Này Tiểu My ôm lại cho các anh chị nào chưa nắm vững á. Ok. Nói lại nè, thứ nhất, okay, chủ từ làm túc từ, túc từ làm chủ từ. Subject. Okay. Để ghi cái định nghĩa ra cho các anh chị luôn đi. Các anh chị nên đặt câu hỏi cho Tiểu My trong bài nha, please. Object become subject. Đó là thứ nhất nha. Anh chị có thể ghi xuống. Thứ hai. Okay. Rewrite the helping verb. Hay là auxiliary verb. Dùng chữ helping cho nó dễ đi. Helping verb. Right. Thứ ba là
Conjugate, okay, conjugate động từ to be, right? Conjugate to be. Okay. Nghĩa là mình phải chia cái động từ to be theo cái thì của động từ chánh. Okay. Rồi cái thứ tư là chance. I mean the main verb. Sẽ trở thành không cần biết main verb nó ở cái thì nào không cần biết, nhưng mà mình sẽ đổi nó thành past participle. Okay. PP là past participle. Các anh chị biết past participle là gì chứ gì? Là động từ ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc hay là động từ có ed của động từ thường, right? Và cái thứ năm, I mean cái step thứ năm là mình sẽ đổi cái túc, I mean cái chủ từ thành cái gì? Thành cái túc từ, phải không? And precede it with by. Object. Nên sao đánh chậm như thế này? Nên sao misspell nữa? Object. With by. Precede it. Dĩ nhiên rồi. Precede it. Okay. Đó, mình phải có 5 step này mình đổi. Okay. Chủ từ sẽ thành túc từ. Oh, I misspell ngay cái chỗ with. W-I-T-H. Okay. With by. Precede nghĩa là đứng trước đó. Phải có chữ by đứng trước cái chủ từ, cái object đó. Đây là công thức, đây là cái cách mà chuyển từ active ra passive. Giờ ôm nha. I paint the house. Đây là present tense. Các anh chị đổi đi. Các anh chị cứ post câu của mình ra nha, câu trả lời của mình. The house, right? Túc từ làm chủ từ. Rồi mình lặp lại cái trở động từ. Trong câu không có trở động từ, phải không? Không có trở động từ. Rồi mình mới chia cái step thứ ba là chia cái động từ to be theo cái thì của động từ chánh. Pen ở đây là hiện tại. Please, pen ở đây là hiện tại. Thành ra the house is. Động từ hiện tại là is, right? Rồi động từ chánh là painted, phải không? Kế đó mình mới chia cái động từ chánh. The house is painted, right? Đó là step thứ tư. Và cuối cùng là mình thêm túc từ, I mean chủ từ thành túc từ, right? Và đứng trước đó là chữ boys. Okay, is painted by. Và I trở thành me. Anh chị biết tại sao I trở thành me không? Tại I đó, I is the subject pronoun. Me đó is the object pronoun. Thành ra khi mà mình đã nói nó trở thành object thì nó phải đổi thành chữ me. Okay? Chứ không phải là by I mà by me. Oh, hình như tụi mình miss something thì phải. Nó có miss cái gì đâu.
Oh, Timmy miss cái phần này quan trọng. Okay, để cái phần này hèn chi Timmy nhớ lại. Okay, sorry các anh chị. Using the passive. Trường hợp thứ nhất. Hèn chi đang ngồi ngẫm nghĩ. When it is not necessary to mention the doer of the action, is it obvious who he is or was will be? Thí dụ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình không có biết cái người ai làm cái người đó thì mình sẽ dùng cái passive. Okay? Thì mình sẽ dùng cái passive. Đây là trường hợp thứ nhất. The rubbish hasn't been collected. The streets are swept every day. The rubbish has been collected là gì các anh chị? Là gì? Có nghĩa là cái xe rác nó không có lại đổ rác cho mình, không phải chưa thu lượm, có nghĩa là rác rưởi đó, cứ một tuần xe rác nó lại có khu nó lại một lần, có khu nó lại hai lần, nó pick up những cái thùng rác mình để sẵn ở ngoài trước cửa đó, nó nhặt những cái thùng rác đó nó đổ rồi nó trả lại cái thùng không cho mình. Ok, có nghĩa là như vậy đó. Cái con đường thì được được swept every day, nghĩa là cái con đường được clean á, có những cái xe mà nó có cái bánh xe, nó có cái các anh chị có thấy cái xe mà nó clean, nó swept cái con đường không, nó swept đường không hả? Các anh chị có thấy cái xe đó không? Chưa hả? Cái xe ở ngoài trước nó có cái bánh bự, thực là bự, ở dưới là nó có cái những cái lon đồ này kia đó, nó quậy 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 đi tới đâu nó quậy 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 đó, là nó clean cái con, nó clean cái đường đó. Thay vì mình phải lấy chổi mình quét đồ này kia, bên này không cần lấy chổi quét. Ok, và thường thường nó clean vào ban đêm mình không có thấy. Thì các anh chị thấy những hai cái câu này mình biết ai làm rồi, mình không có cần nói, mình biết rồi không có cần nói tới, thì dĩ nhiên là những cái người mà họ clean up cái đường mỗi ngày họ làm chứ ai, hay là những cái xe rác họ collect những cái thùng rác của mình chứ ai, mình hiểu ngầm như vậy rồi, thành ra mình không cần mention tới cái người doer. Trường hợp thứ hai, khi nào mình dùng cái passive. Oh, rất là sạch các anh chị, rất là sạch. Yeah. When we don't know or don't know exactly or have forgotten who did the action. Khi nào mà mình không biết ai làm chuyện đó, hay là mình không có biết chắc chắn ai làm chuyện đó, hay là mình quên ai làm chuyện đó rồi. Okay. Thì mình cũng dùng cái passive. Thí dụ hai câu này. The minister are murdered. My car has been moved. Cái người minister là người gì các anh chị? Cái người bộ trưởng và thủ trưởng. Bộ trưởng á, thì bị ám sát. Ai ai giết ông ta không biết. My car has been moved. Ai ai kéo xe tôi vậy? Ai di chuyển cái xe tôi vậy? Không biết. Right. Nên trường hợp này mình sẽ dùng cái passive. Trường hợp thứ ba để mình dùng cái passive. Cái này quan trọng nha các anh chị. When the subject of the action verb would be people. People là mình nói chung chung, nói người ta, nói chung chung. Okay.
Trường hợp này mình cũng sẽ dùng cái passive. Tại vì thật sự ra people, mình không biết people là ai, không biết người nào mặt mũi là làm sao. Đấy, mình cũng dùng cái passive. Ví dụ cái câu là people suspect him of, thì mình sẽ nói là he is suspected of receiving stolen goods. Right? Ông ta bị suspected là gì các anh chị? Bị buộc tội nghi ngờ phải không? Và bị nghi ngờ là ăn cắp những cái hàng, những cái kiện hàng, đại khái như vậy. Ai nghi ngờ ông ta? Ai biết? People chứ ai? Người ta nghi ngờ ông ta. Người ta là ai? Chỉ nói khơi khơi vậy thôi, phải không? Thành ra trường hợp này mình cũng sẽ dùng passive. Okay. Một trường hợp nữa, thành ra khi mà những cái người nào mình không biết, mình nghi ngờ, thì mình không có cần mention cái người đó. Hoặc là mình hiểu ngầm ai làm cái chuyện đó mình biết rồi, mình cũng không cần mention cái người đó. Ví dụ nói là the house is painted, thì dĩ nhiên là by me rồi, nghĩa là cái người kia biết mình sơn cái nhà. Okay. Nên mình không cần lặp lại cái chữ by me. Nếu mà cái người mà listening mà biết mình làm cái chuyện đó thì mình không cần lặp lại. Ví dụ như là tuần rồi mình nói với cái người kia, bạn mình, thứ bảy tới tôi sơn cái nhà đó nha, thứ bảy tới tôi sẽ sơn cái nhà của tôi đó. Thì thứ bảy tới nó qua là Sunday tới, có nghĩa là the following day, nghĩa là thứ bảy sơn nhà rồi, chủ nhật mình gặp lại bạn mình nói the house is painted, thì bạn mình biết ai sơn rồi, mình không cần lặp lại là by me. Các anh chị hiểu rồi phải không? Right, chị hiểu rồi phải không? Nghĩa là có hai trường hợp nãy giờ chị mới mention. Trường hợp thứ nhất á, là mình biết cái người đó làm rồi, mình không cần mention lại cái người đó. Trường hợp thứ hai là mình không biết ai làm cái chuyện đó. Okay, và trường hợp thứ ba là khi mà mình nói chung chung là người ta, mình hiểu hiểu ngầm là người ta, thì mình cũng không cần lặp lại. Okay, mình không cần nói là he is suspected of receiving stolen goods by people, không cần lặp lại by people. Okay. Và trường hợp thứ tư khi mà trong câu có chữ one, when the subject of the active sentence will be the indefinite pronoun one. Khi mà trong câu mà active đó, mình dùng cái chữ one đó, one là một cái người nào đó, nghĩa là không có xác định, cái này mình gọi là đại danh từ bất định đó, không có xác định là ai. Okay. Thì mình cũng dùng, mình cũng sẽ dùng cái passive. Ví dụ như câu này, không có ai nói như vậy nha các anh chị. One see the shot of advertisement everywhere. Ai, người nào đó đã thấy cái loại quảng cáo này, mọi nơi, khá như vậy. One là ai? Đâu biết ai? Thì trường hợp này, quan đây là số ít nha các anh chị. Mình phải dịch là cái người nào đó chứ không phải là mỗi người. Hay là này là mình sẽ dịch là người nào đó. Tại vì nó là số ít mà, động từ số ít mà. So this sentence would usually be spread. This sort of advertisement is seen everywhere. Cái loại quảng cáo này đó thì được thấy mọi nơi hết trơn. Cái như vậy. One, who one? Right, who's one? Thành ra những cái trường hợp này mình không cần lặp lại là by one, by people, by me, cái như vậy. By you, khi mà mình đã biết ngầm rồi. Ok, trường hợp thứ tư là mình nhắc lại hồi nãy rồi.
Trường hợp thứ tư là khi mà mình muốn nhấn mạnh cái người nhận cái hành động đó hơn là cái người làm cái hành động đó. When we are more interested in the action than the people who does it. Thí dụ, các anh chị coi câu này nha. Câu này rất là hay. Đây là active. Three men posing a janitor's stole a priceless Picasso from the Metropolitan Museum of Art yesterday. Ba người đàn ông đó thì ba người đàn ông posing là gì các anh chị? Ba người đàn ông mà được nói là gác gian đó, hay là những cái người mà dọn dẹp những cái công ty đó gọi là janitors, đã ăn cắp cái bức ảnh mà Picasso của cái museum, của cái khó dịch quá đi. Ok, giả làm người lao công hả, viện bảo tàng, rồi viện bảo tàng ngày hôm qua. Thì ở đây đó, đố các anh chị chứ cái điểm nào, cái yếu tố nào là yếu tố chính? Ba người đàn ông giả làm nhân công hả? Yếu tố nào là yếu tố chính? Thì ăn cắp cái bức họa mà Picasso đó. Cái vấn đề cái bức họa bị ăn cắp mới là điểm chính, phải không các anh chị? Phải không? Yes. Cái bức tranh mà bị ăn cắp mới là tin giật gân. Còn ba người đàn ông who care? Đâu biết ba người đàn ông đó ra làm sao, phải không? Đâu biết ba người đàn ông đó ra làm sao? Nó có hai cái điểm trong cái câu này, phải không? Hay là cái điểm mà bức tranh bị ăn cắp mới là cái điểm quan trọng. Right? Người ta đâu có giật mình vì cái ba người đàn ông ăn cắp, mà người ta giật mình vì cái bức tranh nó vô giá, priceless, là vô giá, bị ăn cắp, phải không? Thành ra trường hợp này họ dùng cái passive mà họ họ ignore cái ba người đàn ông, tại ba người đàn ông không quan trọng. So cái câu passive nó sẽ đổi thành là a priceless Picasso was stolen from it Metropolitan Museum of Art yesterday. Không cần nói là by three men. À, các anh chị nhớ nha, cái gì mà nó không quan trọng mình không có cần lặp lại, không cần mention tới, mình bỏ cái by three men đi. Chị hiểu rồi phải không? Giống như cái câu hồi nãy là his mother he rushed to the hospital. We don't need to say by the police. Không cần nói là bởi cảnh sát. Mà cái này mình muốn nhấn mạnh cái người mẹ được chở vô nhà thương một cách khẩn cấp. Cái điểm đó mới là điểm quan trọng hơn là nhấn. Tại vì mình để cái chủ từ, thành ra cái chủ từ đó mới là điểm chính, đúng không? Để chủ từ ra thành âm, cái ông cảnh sát mình không cần mention tới. Right? Mình biết chung chung là cảnh sát rồi, mình đâu có biết là ông cảnh sát nào đâu. Thành ra không quan trọng. Cái người mẹ bị chở vô nhà thương mới quan trọng. Cái bức tranh nó bị ăn cắp mới quan trọng hơn là ba cái người đàn ông. Ok, ba người đàn ông là ai? Ai biết đâu, cần gì mention tới, phải không? Chỉ mention cái điểm chính là bức tranh bị ăn cắp mà thôi. Tuy nhiên, ok, tuy nhiên, anh chị coi câu này. If, however, we know the doer, we would use the active. Nhưng mà nếu mà các anh chị biết rõ cái người nào làm cái chuyện đó, mình không thể nào không mention tới được, thì mình nên dùng cái active hơn là cái passive. Giống như nãy chị mới nói,
Tiểu My painted the house. Biết rõ là Tiểu My làm thì tại sao không dùng cái active mà phải dùng cái passive? Các anh chị hiểu đồng ý không nào? Giống như cái câu Tiểu My painted the house rather than the house is painted by Tiểu My, right? Ví dụ câu này. The house next door has been bought. Cái nhà kế đó, cái nhà hàng xóm đó, next door là cái nhà kế bên đó. Next door thường thường là on the right side or the left side. Cái nhà kế bên đó được mua rồi. Nhưng mà mình biết rõ ông Mr. Jones mua, tại sao mình không mention luôn cho rồi? Tại sao mình không nói là sorry, can't you are. Tại sao mình không nói thẳng luôn cho rồi? Your father friend, Mr. Jones has bought a house, I mean the house next door. Tại sao có cái chữ E ở đây các anh chị? By a Mr. Jones. Tại sao có chữ E ở đây? Tại sao mình không nói là by Mr. Jones mà phải nói là by a Mr. Jones? Các anh chị nào biết không? Cái này mình học rồi. Không phải. Mr. Jones, cái gia đình ông John nói sao các anh chị? Mr. Jones ở đây là last name. Okay? Là last name. Very good dog, like girl. Okay, khi mà mình chỉ nghe nói là cái ông Mr. John thôi, mình chưa có bao giờ mình gặp mặt của ông ta. Okay, mình chưa bao giờ thấy mặt, mình chưa bao giờ quen hay nói chuyện với ông ta. Thì mình nhưng mà mình chỉ nghe nói ồ có một cái ông đó tên Jones, ông mua cái nhà đó. Okay. Thì mình sẽ có cái chữ A ở phía trước. Các anh chị hiểu rồi phải không? Một cái người nào đó mà mình chưa bao giờ biết mặt, mình chưa bao giờ thấy, mình chỉ nghe nói thôi. Thì mình nói là A Mr. Jones. Còn thí dụ mà cái người nào đó mà mình đã biết rồi, okay, mình biết ông John là ba của bạn mình rồi, thì mình không có cần lặp lại cái chữ, cái mẫu từ A. Okay, nó khác chỗ đó. Ví dụ mình nói, and Mr. John will come to see us. Cái ông John nào đó đó sẽ tới thăm mình. Còn mình nói Mr. John will come to see us, có nghĩa là cái ông John mà mình đã biết rồi sẽ tới thăm mình, đại khái như vậy. Okay. Đó là tại sao có chữ A ở đây. Ok, một trường hợp nữa để mình dùng cái passive. Con chuột này. Okay, the passive is sometimes referred for psychological reasons. The speaker may use it to disclaim responsibility. Giống như ông tổng thống ông đấy. The mistake was made.
cái lỗi lầm đã bị khó khó dịch quá đi. Có nghĩa là khi mà mình trốn trách nhiệm, ok, mình trốn trách nhiệm đó, mình nói khơi khơi hay là mình che giấu cái gì đó, che giấu cái người nào làm cái chuyện đó, thì mình cũng dùng cái passive, ok. Ví dụ như câu này, trong một cái hãng xưởng, cái ông boss ông nói mình overrates are being reduced, hay là will have to be reduced. Nghĩa là gì các anh chị? So in the sentence, the speaker may know who performed the action, but wish to avoid giving the name. Dĩ nhiên là ông chủ rồi, đúng không? Ông chủ rồi, khó như vậy. Thấy không? Ai làm cái chuyện reduce cái rate này? Ai? Ông chủ chứ ai mà cái ông boss của mình không muốn mention tới. Hay là câu này, ví dụ mình biết, ok, ví dụ câu này các anh chị coi, ví dụ mình biết, thằng Tom á, nó làm chuyện này, mà tại vì nó là bạn thân của mình nên mình che giấu cho nó, right? So Tom who suspect to open his letter, and I may say this letter has been opened. Mình chỉ nói vậy thôi, mình không có nói là Tom opened this letter. Mình không nói như vậy, khá như vậy. Mình dùng cái passive để mình nói trống trống vậy đó. Ok, mình nói trống trống vậy đó. Ok, đó là những cái những trường hợp bắt buộc mình phải dùng cái passive. Còn ngoài ra mình nên dùng cái active. Ok. Rồi bây giờ làm bài tập nha các anh chị. We have almost 1 minute, I mean 1 hour left for the exercise. Các chị có câu hỏi gì không? Hả? Muốn làm bài tập không? Hay là ôn lại cái công thức nữa? Mình ôn hôm qua rồi. Muốn ôn lại công thức không? Hay là làm bài tập luôn? Rồi, bây giờ làm bài tập nha, dễ nha. Giờ Tiểu My lặp lại nhanh nè. Cái step thứ nhất lấy tốt từ làm chủ từ. Cái step thứ hai lặp lại tất cả những cái trợ động từ nếu có trong câu. Trong câu active nha, mình đổi từ câu active nha các anh chị. Cái step thứ ba là mình dùng công thức chia động từ to be trước. Động từ to be nó phải ở cái thì giống như cái thì của động từ chánh ở trong câu active. Cái câu active động từ nó là quá khứ thì động từ to be phải ở quá khứ. Ghét cái con chuột này. Đây là động từ to be đã chia. I mean, chưa chia nha. Chia luôn cho rồi đi. Hiện tại là be thì mình gồm có là am, is and are, right? Rồi quá khứ nó sẽ là was and were, right? And past participle nó sẽ là been. I misspelled the last one. So động từ to be ở hiện tại thì nó sẽ là am. Thí dụ như I thì phải là I am, here is, she is, it is, right? Và số nhiều nó sẽ là they are, we are, right? Còn quá khứ nó sẽ là was and were. Còn quá khứ phân từ nó sẽ là been. Okay. Nhớ nha. Cái step thứ ba là mình sẽ chia cái động từ to be.
theo cái thì của động từ chánh trong câu active. Ví dụ như câu active mình có tended. Okay. Thì động từ to be nó sẽ là were. Anh chị nhớ điều này nha. Mấy chào chị Duyên, các anh chị mới vào. Trong câu nó có tense là hiện tại, thì chia động từ to be nó sẽ là be. Và đi theo cái chủ từ mới, thí dụ I thì phải là I am. Ok. Thấy như vậy. Rồi, đó là cái step thứ ba. Cái step thứ tư đó là mình phải chia cái động từ chánh ở trong câu thành past participle. Past participle, thí dụ như động từ thường là động từ to play, thì past participle nó sẽ có ed. Còn động từ chánh nó là động từ bớt quy tắc, ví dụ chữ go. Okay. Thì past participle nó sẽ là chữ go and gone. Right. Chữ gone. Okay. Nó sẽ ở cột thứ ba, go, when, and gone. Okay. Go and gone. Nó sẽ ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Okay. Rồi, đó là cái step thứ tư. Và cái step thứ năm đó là mình phải lấy cái chủ từ đem ra phía sau, chủ từ của cái câu active đem ra phía sau thành cái túc từ của cái câu passive, right? Và đứng trước nó sẽ là chữ by. Đó là cái step thứ năm. Thì mình sẽ có chữ by and the subject. Sorry. Subject của câu active nha các anh chị. Ok, đó là cách đổi từ active ra passive. Bây giờ bắt đầu làm bài tập nha. Mình có 1 giờ thôi. Nếu các anh chị kia không nắm vững thì tuần tới mình làm tiếp. Ok. Ok, are you ready now? Bắt đầu. Từ dễ tới khó, từ khóc tới cười. I mean từ cười tới khóc chứ. Okay, change the sentence active to passive and be sure to keep the same tense. In some cases, it will be necessary to supply a subject. However, in some cases, we don't need to mention the subject. For example, people in our country know Mrs. Sprouse's books very well. And change this active sentence to the passive leave. Emil, please. Trước nhất lấy túc từ làm chủ từ. Các anh chị làm đi, tiếng Mỹ cắt nghĩa từ từ cho các anh chị khác. Mr. Mấy chào Dream Boy. Trước nhất lấy túc từ làm chủ từ. Đấy. Các anh chị khác làm đi. Please. Rồi, mình kiếm coi trong câu nó có trợ động từ hay không. Không có trợ động từ, phải không? Nếu không có trợ động từ thì mình dùng công thức liền tại chỗ. Trước nhất mình chia động từ to be theo cái thì của động từ chánh là no, là hiện tại, phải không? Là hiện tại. Và nó đi theo cái chủ từ mới. Nó sẽ là was, I mean were, right? Chủ từ số nhiều mà phải không các anh chị? Chủ từ số nhiều phải không? Nên nó sẽ là chữ are. Rồi cái động từ chánh sẽ trở thành past participle, know, knew and known. Angry Tiger không thuộc bài phải không? Know, knew and known, right? Phải hôm đó.
Ok, rồi mình lặp lại. Cái sau mình có cần để cái by people không các anh chị? Hả? Có cần để by people không? Không, hồi nãy mình mới vừa học rồi phải không? Nha. Thành ra đừng có hở chút là cứ by me, by people, by someone, ok? Nhớ nha các anh chị, nhiều khi mình không có cần để by ai hết trơn. Nếu mà mình không biết chính xác cái người đó là ai, cái như vậy. And in our country too. Mình phải lặp lại hết nha, không có bỏ sót chữ nào hết. In our country. Ê, chị My chỉ ôm lại vài câu cho các anh chị thôi nha. Mấy câu sao tự các anh chị phải làm. Ok, phải làm. Now from now on mình muốn nói là by me, by them, by people, by someone, by once gì đó. Ok. Câu này. Where did they hide all the sport equipment? Carefully. Các anh chị muốn đổi một cái câu active question thành một cái câu passive question thì trước nhất mình lặp lại cái chữ gì để đặt câu hỏi nó. Chữ where, không có bỏ chữ where. Ok, lặp lại chữ đó. Right, tại đặt câu hỏi mà. Rồi cái câu mà ở phía trong đó mình đảo thành cái câu affirmative là câu xác định. Hi hi hit hit phải không các anh chị? Phải không? Hi hit. Cái đây là động từ bất quy tắc phải không? Hi gì? Hi hi did hi did hay là hi hit hit? Quên rồi, quên động từ bất quy tắc rồi. Hi gì? Hin. Hi. Hi gì ba chữ please? Hi hit hin. Right, hin. Phải không? Thành ra mình đổi lại cái câu nó sẽ là they hide all the sport equipment, right? Phải không các anh chị? Viết lại cái câu hay hit hit cũng được hay hay hit hit cũng được. Okay. Mình viết lại cái câu cái gì? Interrogative thành cái câu affirmative. They hit all the sport equipment. Các anh chị đổi trong đầu nha, cái này chỉ mới viết ra thôi nhưng mà các anh chị nên đổi trong đầu. Okay. Mình viết lại cái câu thành cái câu xác định, rồi từ cái câu xác định mình mới đổi thành cái passive. Các anh chị hiểu chỗ này chưa? Từ cái câu xác định mình mới đổi thành cái passive. Thì đổi thành cái passive là gì? Các anh chị làm, tiểu mi chỉ cái cách cho các anh chị làm từng step, ok? Các anh chị nào giỏi rồi thì các anh chị có thể làm liền, nhưng mà tiểu mi chỉ cho các anh chị nào chưa có nắm vững á, mình sẽ làm từng step như vậy. Right, the sport equipment. Right, rồi chia trong câu không có trợ động từ, thành ra mình chia thẳng cái động từ to be trước. Cái câu hiện đây là quá khứ phải không? Thành ra quá khứ của nó sẽ là was. Phải không các anh chị? Equipment ở đây đó nó là danh từ chung số ít mà phải không? Phải không? Ở đây mình phải dùng là was, không đếm được phải không? Không đếm được thì mình treat nó as singular. Phải không? Right? Ở đây was hay là were? Ở đây phải là was. Các anh chị nhớ nha, danh từ không đếm được thì cái động từ đi theo nó phải là số ít. Okay? Yeah, was.
Rồi sau cái động từ to be rồi thì mình chia cái động từ chánh là hid sẽ trở thành hidden. Right? Thành ra cái câu mình sẽ có là the sport. Lặp lại. Right? Với cái chữ hidden. Okay. Yes. Right. Rồi, hết rồi. Cái chủ từ là đây mình không có cần lặp lại là by them. Nhớ nha, tại mình không có rõ đây là ai, mình chỉ nói đây thôi. Right. Rồi, bây giờ mình mới đảo ngược cái câu này thành câu hỏi. Phải không? Muốn đảo thành câu hỏi thì lấy ông câu có động từ to be thì đem cái động từ to be ra phía trước thôi. Cộng với cái chữ where hồi nãy, chữ where nó đứng sẵn phía trước nó chờ rồi, phải không? And then mình chỉ đem nó ra phía trước cái động từ to be đứng kế bên chữ where thôi. Okay. Cái câu nó sẽ trở thành như vậy. Ok, câu này nha. Câu này chúng mình cắt nghĩa vài câu đầu thôi. Ok. People speak English all over the world. Bây giờ mình lấy chủ từ, mình lấy túc từ làm chủ từ trước, thành là English. Okay. Các anh chị cứ đổi theo các anh chị. Rồi, trong câu không có trợ động từ, thành ra mình dùng công thức thẳng luôn. Speak ở đây là số ít hay là số nhiều các anh chị? Đây là số nhiều phải không? Right? I mean, speak ở đây ở thì hiện tại phải không? Thành ra mình chia động từ to be ở thì hiện tại luôn. So English ở đây sẽ là is. Right? Đó là step thứ hai. Xong rồi đó thì mình mới lấy cái động từ chánh làm past participle, right? Speak, spoke and spoken, phải không? And that past participle của speak là spoken, right? Or over the world. Không cần nói by people. Không cần nói by people. Các anh chị thấy điều này không? Chúng mình thấy nhiều người khi mà đổi passive ra là phải nhấn mạnh cái chủ từ là by ai đó. Không cần. Okay? Không cần. Ngoại trừ mình, ngoại trừ cái chủ từ bắt buộc phải mention lên. Ok. Câu này nha. Who studying hả? Oh Mary, did you dream? I don't know. Where you from? Oh Mary. Khủng bố vô room rồi đó. Ok, câu này nha các anh chị. I could see nobody slept in this bed last night. Tôi có thể thấy không có người nào ngủ ở trên cái giường này tối hôm qua. Anh chị làm câu này đi. Sorry. No. No.
Yes. Nobody. Ở đây mình đâu có chữ could đâu. Yeah, có chữ could. I'm sorry. Very good. Ok, trước nhất mình lấy cái túc từ làm chủ từ, phải không? Là nobody. Right. Rồi trong câu nó có trợ động từ không các anh chị? Có không? Có trợ động từ không? Có không? Có, phải không? Là could. Mình lặp lại cái trợ động từ. Đấy. Rồi, có trợ động từ rồi, bây giờ mình mới chia tới cái công mình mới áp dụng công thức là động từ to be mình chia trước, phải không? Động từ to be mình chia trước. Right. Động từ to be chia theo cái động từ chánh là see, phải không? Right, là hiện tại, phải không? Là hiện tại. Thành ra động từ to be ở hiện tại sẽ là be, phải không các anh chị? Right. Good. Be, phải không? Right. Rồi. Cái động từ chánh là see, phải không? Sẽ đổi thành past participle sẽ là seen, phải không? Đấy. Rồi cái chữ slap đó là gì các anh chị? Slap ở đây là past participle. Okay. Past participle, phải không? Could be seen chứ không phải could be see. Ở trường hợp đây nó không phải là infinitive nữa mà nó đã có sẵn, nó là past participle rồi. Angry tiger. Cái slap ở đây nó là past participle, nó là verbal chứ không phải là động từ, nó là verbal. Không, các anh chị lộn rồi. Nếu mà to thì phải là to sleep chứ đâu phải là to slap đâu. Ok, ở đây nó sẽ là past participle. Mà cái past participle nó đóng vai trò gì các anh chị? Nó đóng ba vai trò. Thứ nhất đó là noun. Thứ hai nó là adjective. And thứ ba nó sẽ là adverb. Trong trường hợp này nó sẽ là adverb. Nó là verbal nha các anh chị, không phải là động từ mà nó là động từ giả. Nó đóng vai trò làm adverb trong trường hợp này, bổ nghĩa cho cái động từ see. Okay. Thành ra mình không có được quyền đổi nó. Nó đã có sẵn là past participle rồi, mình phải lặp lại. Anh chị hiểu cái này không? Anh chị không hiểu tại các anh chị chưa nắm vững. Có anh chị nào hiểu không vậy? Có anh chị nào hiểu không? Mình phải học cái bài verbal các anh chị mới hiểu tại sao đây mình không được đổi. Ok. Nó bổ nghĩa cho cái động từ to see, phải không? Nó là adverb. Thấy cái gì? Ồ, thấy ngủ. Thấy cái sự ngủ ở trên giường. Ok. Rồi, rồi mình lặp lại nguyên câu luôn. Sau cái câu nó sẽ là như vậy. Nobody could be seen slap in this bed. I mean in this bed.
Này thì mình cứ type sai vậy. Bad last night. Không cần nói là by me, ok? Cần nói là by me. Các anh chị chưa có nắm dưỡng cái past participle. Các anh chị coi câu này nha. I have my hair cut. Không, mình không có được sửa cái động từ nó có sẵn ở đó. I have my hair cut. Tại sao ở phía sau có chữ cut ở đây? Các anh chị, cut ở đây nó đóng vai trò gì ở đây? Hả? Cut ở đây nó đóng vai. Cái câu này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Cái tóc của tôi mới vừa được cắt. Thế này, cái này tóc cái cắt xong rồi nha các anh chị, nghĩa là mình đem ra ngoài tiệm mình đi hớt tóc nó cắt xong rồi, nghĩa là tôi mới cắt tóc. Tiếng Việt mình dịch như vậy làm cho dịch ra tiếng Mỹ giống như là mình nói là I have just cut my hair đó, dịch câu câu đó đó. I have just cut my hair là tôi mới cắt tóc, nó khác với lại I have my hair cut. Hai câu này khác nha các anh chị. I have cut my hair. Cái này là tôi mới vừa cắt cái tóc của tôi. Hay nói chải là tôi mới vừa cắt tóc, có nghĩa là chính mình cắt cái tóc của mình. Còn cái này I have my hair cut. Nó hai câu này khác nha các anh chị. Cái câu sau có nghĩa là cái tóc của tôi mới vừa được ai cắt á, nghĩa là tôi mới đi cắt tóc về đó, đã khá như vậy. Thành ra cái cut ở phía sau đó là past participle, mà nó đóng vai, nó không phải là động từ, nó là verbal. Anh chị học cái này rồi phải không? Thì cái verbal nó đóng vai trò gì? Nó cái past participle nó đóng ba vai trò. Một đó là nó là danh từ, hai đó là tính từ, và ba nó là trạng từ. Ok, cái trường hợp này nó đóng vai trò gì các anh chị? Nó đóng vai trò adjective. Tại sao? Tại nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước của nó. Tôi có cái tóc của tôi. Tóc tôi làm sao? Cái tóc của tôi được cắt. Phải không các anh chị? Cái chữ cut ở đây nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước là chữ hair. Right? Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Thành ra nó là past participle thiệt. Nó là cut. Ba chữ nó giống nhau nhưng mà ở đây nó là past participle. Ok? Và nó đóng vai trò làm adjective ở trong câu, chứ không phải nó là động từ nha các anh chị. Không phải là động từ. Thành ra cái past participle mình không được đổi nó, mình phải lặp lại. Ok, anh chị hiểu điều này rồi phải không? Mai mốt có giờ mình sẽ học lại cái bài verbal nha, cho các anh chị nắm vững hơn cái bài mà động từ giả đó. Có nghĩa là đứng ở ngoài riêng á thì nó sẽ là động từ, nhưng mà đứng trong câu nhiều khi nó không phải là động từ. Các anh chị thấy hai cái câu chữ mình nói đó, I have cut my hair, đó mới là động từ. Chữ cut ở đây mới là thực sự là động từ. Còn I have my hair cut, chữ cut ở đây nó sẽ là tính từ. Ok, nó là verbal. Và chữ cut ở đây mới thực sự là động từ. Đấy. Còn cái I have my hair cut, chữ cut ở đây không phải là động từ mà nó sẽ là tính từ. Nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước. Tại sao tính từ lại đứng ở phía sau các anh chị? Thường thường tính từ nó phải đứng phía trước bổ nghĩa cho danh từ phải không?
Nhưng mà nếu mà nó đứng ở phía sau để nó nhấn mạnh, ok, nó nhấn mạnh cái điều đó, tôi có cái tóc của tôi được cắt rồi nào, được cắt rồi nào, mình nhấn mạnh. Còn cái tóc của mình chưa, còn mình đi cắt tóc nữa thì sao các anh chị? Hả? Tôi cắt tóc cái tôi nè, rồi tôi được người ta cắt tóc tôi nè, rồi bây giờ nói mình đi cắt tóc nó làm sao, có nghĩa là mình đi ra tiệm cho người ta cắt tóc đó. Anh chị nói sao? Hả? Nó cái I have my hair cut là tôi mới vừa được cắt tóc, còn mình đi cắt tóc nó làm sao? Cái này tóc đã cắt rồi, tóc đã được người ta cắt rồi, còn tóc mình chưa cắt, mình đi cắt tóc nó làm sao? I go to cut my hair có nghĩa là mình đi để tự động mình cắt tóc của mình. Còn này mình đi để cho người ta cắt tóc của mình. Tiếng Việt mình ưa nói tôi đi cắt tóc, phải không? I go to the hairdresser. Nghĩa là này mình mới tới tiệm cắt tóc thôi. Chưa chắc gì mình tới tiệm mà cái tiệm cắt tóc mà mình cắt tóc chưa chắc. Nhiều khi mình vô tiệm mình kiếm girlfriend hay boyfriend gì của mình trong tiệm rồi sao, phải không? Right. Ai? Very good, darling. Okay. I go to have my hair cut. I go to get my hair cut. Okay. I go. Thường thường Mỹ nó ưa nuốt chữ. Okay. To get. Hay là to have. Okay. My hair cut. Right. Thường nó ưa nuốt chữ to. I go get my hair cut. Tôi đi để có cái tóc của tôi được cắt. Hay là tôi đi. Get là cũng đồng nghĩa với chữ have đó. Okay. I go to get hay là I go to have my hair cut. Và thường thường nó, họ nói nuốt chữ mình thường nghe nói I go get my hair cut. I go get my hair cut. Phải không? Hay là I go have my hair cut. Là thấy như vậy. Các anh chị thấy ba cái nghĩa nó khác không? I cut my hair là tôi cắt tóc tôi. I have cut my hair là tôi. I have just cut my hair là tôi mới vừa cắt tóc của tôi. Right? Là chưa cắt đó. Yes. Hay là I go get my hair cut là tôi đi cắt tóc. Khi trở lại bài học. Thành ra cái chỗ này, ok, chỗ này nó là past participle, mình không có được đổi thành cái cái câu nãy đâu mấy triệu rồi, thôi move on đi, con này làm rồi hôm qua rồi. Ok, câu này nha các anh chị, câu này nha. Did you hear that? Did you hear that robbers broke into their house last weekend? Tại sao chữ that ở đây mà robber có s các anh chị? Ha. Và có dấu hỏi nữa. You picky darling chance. Tại sao chữ that là danh từ có s vậy? That robbers. That là số ít mà phải không? Ha. Huh? That là số ít mà phải không? Tại sao danh từ có s vậy? Đó là âm thanh hả? Very good. Okay, that không phải là article. Okay, nó không phải là adjective của robbers. Okay.
that đó là cái mệnh đề ở phía trước. And the whole clause ở phía sau là nó là direct object cho cái mệnh đề phía trước. Okay. Here that có nghĩa là thay thế cho nguyên cái mệnh đề ở phía sau. Okay. Chứ đừng có nói ồ chữ that là số ít mà tại sao Robert có S. Okay. Nó là hai mệnh đề. Did you hear that? Stop. And Robert broke into the house last weekend. Sometimes mình phải hỏi, hỏi thử thôi. Okay. Rồi đổi câu này đi please. Bạn có nghe rằng những cái tên trộm thì nó lén vô nhà hả? Nó xông vô nhà hả? Hồi tuần rồi hay không? Đột nhập hay gì? Broke into là nó phá cửa đó. Nó phá cửa đó. Trong cái trường hợp này các anh chị nghĩ mình có cần mention cái broker không hả? I mean cái broker không hả? Dạ có không, anh chị nghĩ có không hả? Có hả? Thường thường ai đột nhập vô nhà, các anh chị nghĩ là FBI hả? Bao giờ các anh chị nghĩ là FBI đột nhập vô nhà không? Yeah, thường thường là trộm nó vô nhà chứ ai vô đây, phải không? Không lẽ FBI, right? Không lẽ khi nào mà mình nói là FBI đó, cái chuyện mà nó không có thường xảy ra đó mình mới mention tới. Còn cái chuyện mà dĩ nhiên ai cũng biết là trộm nó vô nhà hết trơn thì mình không cần mention cái tên trộm. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Cái vấn đề mà cái người làm á, cái chủ từ mà ai cũng biết hay là hiểu ngầm rồi đó, mình không có cần mention tới. Okay. Dĩ nhiên tên trộm rồi chứ ai, không lẽ FBI vô nhà mình. Đồng ý không nè? Say yes đi. Anh chị đồng ý không nè? Phải không? Thành ra cái câu này mình không cần mention cái tên trộm nữa. Right. Rồi, không cần mention thì làm đi. Did you hear that their house was broken? Phải không? Was broken into last weekend. Yeah, không cần mention cái tên trộm nữa. Okay, that's the good sentence. Nhớ nha các anh chị, trong bài mình học rồi. Không phải hở chút là by me, by you, by them, by whoever. Okay. Rồi next one. Câu này nha. The professor reminded the student about the due date for handing essays. Cái người giảng viên á thì nhắc học trò về cái ngày mà due date là cái ngày mà để nộp bài đó các anh chị. For handing essay. For handing là cái ngày mà đưa những cái bài essay, nộp bài đó, mình dịch đại khái như vậy á. Tiếng Nhật hả? Không biết nói tiếng Nhật sao giải được. Thế anh chị làm câu này đi. Các anh chị làm câu này đi. Nói tiếng Nhật làm chị mới nhớ, hôm qua chị mới coi cái cuốn băng của Vân Sơn gì đó. Nó nói câu tiếng Nhật bắt cười để mời tiểu mi học bắt chước, ok? Nói mắc cười thì thôi á. Yeah, mời tiểu mi sẽ học câu tiếng Nhật này nói cho các anh chị nghe nha. Okay. Rồi bây giờ làm câu này trước đi, please. The student were
reminded about very good. Có cần nhắc lại là by the professor không? Không cần phải không các anh chị? Không cần, phải không? Đấy. Very good. The student were reminded about the due date for handing essays. Câu này nha. Cái nào quan trọng mình mới nhắc lại, cái nào mà ai ai cũng hiểu ngầm hết trơn thì mình không nhắc lại. This company sells their products all over the world. Cái công ty này đó thì bán hàng hóa của họ đó khắp thế giới luôn á. Có cần lặp lại cái this company không các anh chị? Ha? Có cần lặp lại cái this company không? Ha? Tại sao? Tại sao? Tại sao không cần lặp lại? Tại sao không cần lặp lại? Các anh chị phải biết trả lời nha. Mình không biết trả lời là mình cũng còn confused. Mình đã biết cái công ty này rồi, mình mới dùng chữ there. Phải không các anh chị? Mình đã biết cái công ty này rồi, mình mới dùng chữ there. Phải không? Thế nên mình đâu có cần lặp lại là this company nữa. Dĩ nhiên là biết cái công ty này rồi, rõ ràng ngay trước mặt rồi. Phải không? Thành ra mình không cần lặp lại, tại có chữ there. Ok, có chữ there. Câu này nha các anh chị, câu này. Yes, cũng được. When did Mr. Ramsey translate this book into English? Cũng được, ok, lớp kia làm gì cũng được. Yeah, làm gì cũng được. Sai nha Angry Tiger. Angry Tiger theo 5 cái step. Follow my steps. 5 steps. 5 step. Trước nhất lấy chủ từ. Túc từ làm chủ từ. Túc từ nó sẽ là the books. Phải không? This book. Phải không? Làm chủ từ. Right? Rồi mình mới chia. Bắt đầu mình mới áp dụng công thức. Là was, tại nó ở quá khứ, right, là was. Rồi động từ chánh là translated, phải không? Yes. Rồi đảo thành câu hỏi, đem cái động từ to be ra phía trước. When was this, yeah, this book translated into English by Mr. Ramsey, phải không? Ở đây trường hợp này mình phải nói rõ cái chủ từ ra. Tại có thể là người ta không biết là I translate, phải không? Maybe Mr. Brown, maybe Mr. Lee, whoever, right? Mình phải mention ra. Bắt buộc, phải không? Tại trong trường nó có nhiều cái professor, khá như vậy.
Miss Nguyễn, không có nói Mrs. Tiểu My. Miss Nguyễn, when did they invent gun power? Power. Họ chế cái thuốc 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 súng lúc nào vậy? Khi nào vậy? Câu này dễ mà phải không các anh chị? Yes, okay. Không cần lặp lại bài them, okay? Where? I mean when chứ không phải where nha. When was gunpowder invented? Không? Invented. Very good. Okay, câu này nha. How often does he reinstall his computer? Ông ta làm lại cái máy, cái computer của ông ta. Ông ta thường, có này cái chỉ dịch đi. Ông ta thường làm lại cái máy computer của cái computer của ông ta. Cài lại cái computer của ông ta. Sau đó cái chỉ dịch đi. And this is the question. This is the question, Lucky. Bao lâu một lần? Yeah, bao lâu? How often? Cái câu nó chưa có cái passive nha Nguyễn Phạm. Passive thì bắt buộc phải có động từ to be ở trong đó. Anh chị nhớ điều này nha. Passive thì phải bắt buộc phải có động từ to be. How often is, phải không? Is his computer reinstalled? Yes, Mr. Toon. Các chị nhớ nha, passive bắt buộc phải có cái động từ to be. Đó là be and past participle. Is. Hey, next one. They never help the mother with the housework. Họ không bao giờ giúp mẹ họ với những cái công việc nhà. Họ đây có nghĩa là dĩ nhiên là mấy đứa nhỏ rồi. Tại vì their mother, phải không? Thành ra là mấy đứa nhỏ rồi chứ ai vô đây, phải? Lấy tốt từ làm chủ từ. Cái học cũng chút nữa. Các chị làm câu này lẻ lên đặng đi ngủ. The mother. The mother là số nhiều hay số ít? Hả? Số so it please. Phải không? So it, thành ra so it mình phải dùng động từ to be, so it, phải không? Their mother is, okay, is. Chị chưa có nắm vững nó còn sai đó, còn sai phải làm hoài thôi. Trước nhất lấy tốt từ làm chủ từ là their mother, rồi mình coi trong câu nó có trợ động từ hay không. Không có, phải không? Nếu không có thì mình áp dụng công thức liền. Đó là be cộng với past participle.
Động từ to be phải chia theo cái chủ từ mới và chia theo cái thì của cái động từ chánh là help. I help ở đây là hiện tại phải không? Nên động từ to be phải ở hiện tại và nó sẽ là số ít tại chia theo cái chủ từ mới là them mother. Right? Rồi, kế đó là mình mới cộng cái past participle. Đúng không? Của động từ chánh là help. Mình sẽ trở thành là helped. Đúng không? Help ở đây là tờ hay là đờ hay là it các anh chị? Huh? Helped. Yeah. T phải không? Là T. Tại sao là T? Cái ending sao? Tại sao là T? Yeah, tại chữ phố. Phải không? Tại chữ phố bắt đầu bằng chữ P. Đấy. Rồi. Trong câu mình có cái trợ cái trạng từ là never. Cái never mình để ở đâu? Is never giống như Nguyễn Phạm hay là nãy có ai để sai người ta hay là never is. Yeah, is never. Tại sao phải là is? Tại sao phải đứng sau cái chữ cái is các anh chị? Hả? Yeah, tại vì phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, phải không? Is ở đây là trợ động từ. Ok, phải sau cái trợ động từ đầu tiên sẽ là chữ is. So is never help. Chứ không phải là is help never hay là never is nha. Ok, các anh chị nhớ cái luật. Rồi là mình lặp lại thôi. Có cần cái chữ by her không? Lê Truyền. Hả? Lê Truyền mới vô room phải không? Say yes đi. Lê Truyền mới vô room phải không? Hả? Chuyện chuyện gì đó. Dạ yeah, thấy không? Biết say yes liền á. Phải mới vô không biết trời đất gì hết trơn. Ok, mình không có cần lặp lại cái chữ her hay là cái chữ they. Ok. Cái chữ her hay chữ they. Tại vì đã mình đã ai cũng mình cũng đã biết cái sự cái người nào rồi. Ok. Mình biết cái người nào rồi. Mình không cần lặp lại những cái mình gọi nó là subject pronoun. I, you, he, she, they. Ok, mình không cần lặp lại cái mình gọi là cái chủ từ đại danh từ đó, mình không cần lặp lại. Ok. Lê Trường hiểu rồi phải không? Không cần nói là by her. So đây sẽ là is never helped. Okay. Câu này nha các anh chị. Xin chào các anh chị mới vào room. Xin chào Spring. Câu này nha. The Robinsons keep their huge chow dogs in the garden. Khi đói con này đi please. Cái câu này đó hỏi thử thôi nha coi ai biết có bao nhiêu cái adjective. There are huge chow dogs, có bao nhiêu cái adjective, có hai hay là có ba? Có một người đúng thôi à, hai người đúng.
Có ba nha các anh chị, có ba nha. Okay. Có ba cái adjective. There là một, healed là hai, and child là ba. Tại sao nó theo thứ tự như vậy các anh chị? Tại sao người ta không nói there, child, healed dogs? Hay là child, there, healed dogs? Hả? Hay là there, child, healed dogs? Tại sao nó thể theo thứ tự như vậy? Anh chị biết không? Hả? Theo nguyên tắc Obsacom. Obsacom là gì? Share cho các bạn biết luôn đi, Chance. Obsacom là gì? Kích cỡ, hình hình dáng, màu sắc. Hả? Không phải nghe rất kỳ cục, nó có quy luật đàng hoàng. Okay, nó có quy tắc đàng hoàng. Darling Chance, I like you to share your rule. I mean your nguyên tắc này sao ta? Obstacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Darling Chance. Could you share with us the obstacle? Physical, huh? See the color. Giống cô nói rồi, ô là nguồn gốc, em là chất liệu. Nguồn gốc là gì? Ô là opinion. In order. They are in order. Huh? Up là opinion. Size, opinion, size, age, shop, color, origin, material, purpose, and what else? And now, almost, okay, almost. Nó theo thứ tự nha các anh chị, theo thứ tự. Vậy cái chữ there đó là gì? Hả? Vậy chữ there đó là gì? Hả? Vậy chữ there đó là gì? Là opinion hả? Đồng ý, nhưng mà theo cái thứ tự obstacle đó, vậy chữ there là gì? Hả? Nếu theo thứ tự chữ there đâu có phải là opinion, phải không? Phải không nào? Chữ there nó là tính từ đúng rồi, nhưng mà nó đâu phải là opinion. Phải không? Ok, cái bài này mình sẽ học vào tuần tới nha các anh chị. No, chắc một tháng nữa, tại mình còn một phần của cái bài động từ. Thì mình chỉ hỏi các anh chị thử thôi. Ok, để coi các anh chị có biết tại sao hay không. Ok. Không phải possessive đứng trước. Phải không Chen? Chữ vậy chữ đe đó đâu phải là opinion, phải không? Phải. Ok, theo thứ tự nè. Để mình chia sẻ cho các anh chị nào. Trước nhất là determiner. Determiner là gì? Là xác định. Ô, cái việc việc đó của ai? Của tôi, my, của bạn là there, phải không? Hay là của ông ấy là his, hay là this, hay là that, phải không? Đó là xác định. Rồi thứ hai mới tới số, là number, phải không? Rồi thứ ba mới tới evaluate. Evaluate có nghĩa là như là mình nói beautiful, hay là happy, hay là sad, hay là loud, hay là sweet. Okay.
Cái thứ tư mới tới cái physical description. Physical description thì nó gồm có là size, shape, weight. Đại khái như vậy gọi là physical description. Rồi tới tới cái thứ năm đó là color. Ok. Tới thứ sáu nó là proper. Proper có nghĩa là mình dùng những cái danh từ riêng á. Ok. Ví dụ như là mình nói là Vietnamese car. Thấy như vậy. So Vietnamese là hay là Vietnamese language. So Vietnamese đó là proper. Ok, material là material thí dụ như là paper, steel, glass hay là rubber hay là plastic là khái như vậy. Vật liệu gì đó, chất liệu. Rồi cuối cùng mới là noun adjective. Có nghĩa là danh từ nhưng mà làm tính từ, giống như cái câu là chào. Phải không? Chào đó là danh từ nhưng mà đứng trong câu nó sẽ là tính từ. Rồi cuối cùng mới tới danh từ. Ok, chị mình chia sẻ điều này trước cho các anh chị ghi vô, rồi đến chừng mình học cái bài adjective thì các anh chị sẽ biết cách áp dụng, phải không? Đấy. Yeah, mình sẽ dùng quen thôi. Rồi từ từ mình sẽ, cái gì mình cũng vậy hết trơn, practice make perfect, mình dùng quen rồi mình sẽ nhớ thôi. Ok. Right. Thành ra các anh chị thấy cái there, there đó là determiner. Right. Here là gì? Here đó là evaluate. Thấy không? Chào đó là now adjective. Thấy không? Theo thứ tự. Sao chị không thích màu xanh chứ? Sao, sao nghĩa là gì? Chị không. Theo thứ tự adjective. Tiếng Mỹ cũng không hiểu cái này. Thế để Timmy sẽ suy nghĩ kiếm một cái câu cho các anh chị nó stand for những cái chữ này. Sao là số lượng, chất lượng, kích thước cũng chưa đủ mà, Mr. Tune cũng chưa đủ mà, cũng chưa đủ mà, phải không? Nó có tất cả là nhiều lắm, phải không? Nó có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này nếu mà mình nói tổng cộng đó là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 items we have to remember. Phải không? Yeah, trong trong cái bài adjective mình sẽ mention vấn đề này more detail then. Ok, cái bài tập hôm nay còn nữa nha các anh chị, mình cần phải spend 1 giờ, 1 ngày nữa để mình mới làm hết, cũng chưa hết nữa nhưng mà mình cần phải spend 1 ngày nữa. Thí dụ như câu này, ok, nãy giờ các anh chị mới làm dễ dễ thôi chứ chưa qua cái phần khó. Thí dụ như câu này các anh chị đổi sao nào? It is said that he was very intelligent. Ví dụ câu này các anh chị đổi sao? Câu này dịch là người ta nói ông ta thì rất là thông minh. Hay là ông ta được nói là rất là thông minh. He was said that very intelligent. Who very intelligent? He was supposed to be very intelligent. Almost.
To be very intelligent cũng đúng, nhưng mà cái câu này nghe hay hơn là phải hơn à, phải hơn ai mới giờ phải hơn wondering. Look at this one. He is said to have been very intelligent. To be very intelligent cũng đúng, right? Nhưng mà to have been nó hay hơn. Ông ta đã từng được nói là đã và cái này ở cái thì perfect nó nghe hay hơn, phải không? Right? Hiểu rồi phải không? And đây là hiện tại. Okay, đây là hiện tại. Đây không phải là một cái câu mà report speech, không phải là cái câu mà mình lặp lại. Okay, mà mình chỉ đổi cái câu ra thôi. Okay, đổi cái câu hiện tại thành active thành passive thôi. Nên mình phải dùng cái hiện tại. Phải không? Nên mình phải dùng cái hiện tại. Okay. Yeah, cái này nó đã passive rồi, người ta bắt mình phải đổi thành passive nữa. Right? Yeah, có nhiều khi có khi mà người ta nói như vậy đó, người ta không có nói đơn giản. Hay là một câu thí dụ khác nha, dễ dễ trước cho các anh chị. Ví dụ như câu này nha. It is là hiện tại. It is said that the syllabus will be rearranged. Người ta nói rằng cái syllabus là cái giáo trình đó các anh chị, phải không? Gọi dịch là giáo trình phải không? Là đầu 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 semester đó, ở trong đại học đó, khi các anh chị mà vô vô một cái khóa đầu khóa đó, ví dụ khóa mùa hè, khóa mùa đông, khóa mùa xuân gì đó không cần biết, thì đầu khóa đó nghĩa là cái giờ đầu tiên của cái khóa học đó, thì ông thầy hay bà thầy phải phát cái syllabus, bắt buộc phải có cái syllabus cho học sinh để cho biết chương trình nguyên một cái semester mình học cái gì. Ví dụ tuần lễ thứ nhất học cái gì, tuần lễ thứ hai học cái gì, tuần lễ thứ ba học cái gì, cho hết 16 tuần luôn. Ông phải làm sẵn cái syllabus đó, phải phát cho học sinh đầu cái giờ đầu tiên trong lớp học. Nếu mà ông thầy bà cô nào không có là cái người đó dở rồi. Nhiều khi những cái dean họ bắt những cái giáo sư phải làm như vậy, gọi cái đó là cái syllabus. Thế rồi các anh chị làm câu này đi. Sao ít khi xem được, ở trong đó cho mình biết tuần lễ nào mình thi nữa, thành ra nếu mình không ready thì sao mình thi nổi, phải không? Bắt buộc các anh chị phải theo dõi cái đó, cái syllabus đó. Và ông thầy phải he must follow that too. He must follow it too. Nếu mà ông thầy không follow được cái chương trình mà mình đưa ra cái syllabus đó, là ông sẽ bị behind, bị lost, không kịp. Đây không phải là do ông thầy nha, mà thường thường những cái người điên ở trong trường đó họ bắt buộc giáo sư phải làm vậy. Không hẳn là cái thời khóa biểu. Nó cái đó dịch là cái giáo trình hả? Nói không nó không biết dịch ở bên Việt Nam dịch làm sao. Giáo trình hả? Dạ giáo trình. Rồi các anh chị làm câu này đi please. Chị thấy câu này nó hoàn toàn là gì? Là passive. Bây giờ bắt mình phải đổi thành passive thì có cách nhiều cách nói phải không các anh chị? Có nhiều cách đổi phải không? Mình đổi sao cũng được, miễn nghe nó make sense là được rồi, phải không? The syllabus.
Tại sao will be sad? Nó đã nói rồi mà, đâu phải là tương lai đâu, đâu phải là future đâu. Đâu phải là future đâu, nó already happened. No, it is sad. Chứ đâu phải là will be sad đâu. Nó gần đúng rồi đó, đó Laker. The syllable is sad. Is sad to be rearranged. Sau cái past, phải không? Sau cái passive thì cái động từ phải trở về nguyên mẫu, right? Is sad to be rearranged. That's the symbol one. Đồng ý không nào, dog Laker? Chuyện này nó đã xảy ra rồi, nó đang xảy ra, phải không? Mình không có dùng chữ will be được. Okay, and that's it for today. I'll see you tomorrow. Tomorrow mình không có học cái này nha các anh chị. Ngày mới mình học gì nè? Nhắc cho các anh chị đợi to be ready đấy. Ngày mới mình học gì nè? Ngày mới mình tập đọc tiếp cái bài mà job interval, phải không? You are very welcome. Mình sẽ tập đọc tiếp cái bài job interval. I mean interview. Các anh chị coi lại cái bài đó trước nha, mơ vô đọc cho nghe hay nha. Okay. And that's it for today. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. Okay. Gửi rồi. Ủa chưa gửi hả? Đúng rồi, thường thường mình phải tập đọc hết rồi mới gửi. Tại sao? Tại vì Tiểu My không muốn gửi bài trước cho các anh chị. Gửi bài trước rồi các anh chị lo nhìn xem đọc, các anh chị không có chú ý tới Tiểu My. Ok. Chị không chú ý tới Tiểu My. Tiểu My đẹp gần chết mà không ai chú ý hết, Tiểu My đâu chịu đâu. Ok. Nên không gửi bài trước là như vậy đó, bắt buộc các anh chị phải nhìn Tiểu My mới được, nhìn me all the time, ok. Ok, and that's it for today. I'll see you tomorrow then. Ok. Cho Tiểu My gửi gửi mai lại cho ớt nha.